Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì đây là lô đất ngày hôm nay em giới thiệu với anh chị nha. Thì đất của mình nằm ở là ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị ơi. Thì đất của mình hiện tại là đang trồng dừa nè anh chị. Trồng dừa với trồng mít ha. Thì diện tích đất của mình anh chị là 683,5 mét vuông. Và đây là đường trước đất của mình nè anh chị ơi, là đường xe máy nha anh chị, tầm khoảng 1 mét rưỡi nha anh chị ơi. Thì bên trái của đất của mình anh chị là một cái chỗ người ta trồng rau này anh chị. Anh chị nhìn thấy khung cảnh rất là mát mẻ luôn, xung quanh là có trồng dừa, trồng rất nhiều loại trái cây ha. Thì nằm ở vị trí này anh chị, thì chiều ngang của miếng đất của mình á, cặp theo cái đường bê tông này có thể hiện trên sổ luôn nha, là 20, chiều ngang là 27 mét, chiều dài vô là 25 mét nha anh chị, nở hậu 29 mét ha. Và đất của mình là hướng nam luôn nha anh chị ơi. Dạ, hướng ra cái đường bê tông này nè anh chị. Và cái đường này là cái đường cột nha anh chị, bên trong là còn một hai nhà dân nữa là hết rồi nha anh chị ơi. Và từ đất của mình anh chị mà mình đi ra ngay chỗ đường bê tông xe hơi á, là khoảng là 150 mét, một đường thẳng duy nhất. Chút nữa em sẽ chạy ra cái đường đó cho anh chị xem nha. Và từ đó của mình mà mình đi ra đường lộ nhựa là đường tỉnh lộ 878B là chỉ có là 500 mét thôi nha anh chị ơi, rất là gần luôn nha. Và từ đó của mình mà mình ra ngay quốc lộ 1A, ra ngay ngã ba Hòa Tịnh anh chị, là chỉ có là 1,5 km thôi nha anh chị ơi, cũng rất là gần. Và nơi đó là có Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, Thế Di Động đầy đủ ngay chỗ quốc lộ 1A đó anh chị, và có luôn cái chợ Tân Lý Tây nữa. Và mình từ đây mà mình ra chợ Tân Lý Tây là tầm khoảng 1,6 km nha anh chị. Còn đất của mình anh chị mà mình ra ngay chỗ khu công nghiệp Tân Hương á, cổng chánh khu công nghiệp Tân Hương á, là khoảng là 3,1 km ha. Và xung quanh đây thì chợ búa cũng như là trường học rất là đông nha anh chị, anh chị yên tâm khi anh chị về đây ở ha. Đất của mình là sổ hồng riêng cấp ngày 7 tháng 11 năm 2022 luôn nha anh chị, mới đây luôn. Thì bây giờ em sẽ chạy ra cái đường bê tông xe hơi cho anh chị xem nè, là chỉ có 150 mét thôi. Và giá của miếng đất này rất là rẻ luôn nha anh chị, chỉ có 700 triệu cho 683 mét vuông này luôn nha anh chị ơi. Và có một điều lưu ý là nó có hai ngôi mộ ở phía đầu đất đó anh chị, sát bên cái nhà của người ta đó. Anh chị nào mà không ngại vấn đề mồ mả thì mình có thể mình mua nha, phù hợp với túi tiền của mình nha anh chị. Ra tới đây thì anh chị quẹo phải 300 mét là mình ra ngay chỗ tỉnh lộ 878B nha anh chị, hướng này ha.